theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả có tên là Bùi Văn Phương. Số điện thoại là 0169, 3 số cuối là 549. Tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa đã hỏi như sau. Nhà tôi có trồng 300 cây cam sành được 6 tháng tuổi, có biểu hiện là bị kém phát triển vào mùa đông, xuất hiện nhiều sâu ăn lá, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Và cũng xin hỏi thêm là vào mùa đông thì có thể dùng phân bón lá để bón cho cây cam được hay không? Vâng, thưa anh Phương, với biểu hiện của cam như mô tả thì tiến sĩ Đinh Văn Thành đã tư vấn cho anh như sau. Vâng, thưa anh Phương và thưa bà con, cái việc mà ở cái cây cam sành 6 tháng tuổi, mới có 6 tháng tuổi nhưng có biểu hiện kém phát triển vào mùa đông. Kém phát triển mùa đông thì tôi xin thưa với khán giả mọi và bà con là cái chu kỳ phát triển của cây thì bao giờ đến mùa đông là cái mùa mà không có mưa, nhiệt độ thấp thì kiểu gì nó cũng sẽ là gần như là kém phát triển. Tất cả mọi cây đều có cái chu kỳ như vậy, chu kỳ sinh trưởng như vậy. Đấy là chu kỳ trong năm. Và đặc biệt là với cái cây ăn quả, ở đây là cây cam sành. Nhưng mà lưu ý là mới có 6 tháng tuổi, cho nên là không có, nếu mà anh có dùng phân bón lá thì cũng là không có vấn đề gì. Bởi vì sao? Bởi vì nếu dùng phân bón lá vào mùa đông thì khi sử dụng phân bón lá hay phun trên lá thì nó sẽ ra lộc. Mà ra lộc với cái cây mà đang ở cái giai đoạn kiến thiết cơ bản này thì không có vấn đề gì. Anh có thể ra lộc vào bất kỳ tháng nào, không sao cả. Nhưng khi mà các cây đã đủ từ 3 năm trở đi, tức là cây đã bước vào cái giai đoạn khai thác, tức là rồi, hết giai đoạn kiến thiết cơ bản rồi, thì tuyệt đối không sử dụng phân bón lá vào mùa đông. Bởi vì sử dụng vào mùa đông nó sẽ ra lộc đông thì không ra hoa. Ở đây anh còn nói là xuất hiện nhiều sâu ăn lá. Nếu mà nhiều sâu ăn lá mà có thể sử dụng bắt thủ công được thì trước hết anh bắt thủ công đã. Còn nếu mà anh thấy nhiều quá bắt không thuế thì mới phải dùng đến các cái thuốc như thế này. Đấy, mà dùng thuốc cũng là cái biện pháp cuối cùng. Tôi lưu ý bà con, dùng thuốc khoa học cũng là biện pháp cuối cùng. Bây giờ chúng ta càng giảm bao nhiêu lượng thuốc sử dụng càng tốt bấy nhiêu. Khi có cần đến sử dụng thuốc trừ sâu ăn lá thì bà con dùng cái dinutefuran, nitenfiram hoặc là clothianidin hoặc là etofenprop cộng với dầu khoáng để trừ cái sâu ăn lá. Đấy. Và lưu ý bà con là trừ sâu ăn lá thì sâu ăn lá ở trên cây có muối nó cũng thường nó ăn về đêm. Cho nên cứ phải chiều tối đến thì hãng phun. Đừng phun ban ngày. Ban ngày là nó dưới tác động của ánh sáng mặt trời nó sẽ bị phân hủy thuốc, nó mất hiệu lực nhanh. Cứ phun chiều tối, đến tối nó ăn thì nó chết hàng loạt. Đấy, thì mai thì tha hồ. Đâu, có muốn trời mưa, trời nắng thì kệ, không vấn đề gì cả. Nhưng không nên phun ban ngày mà nên phun chiều tối. Đấy, thì để cho hiệu quả ở sâu nó tốt hơn.